Đón nhận nhiệt tình như vậy thì với các vị khán giả làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Và điều mà các quý vị chờ đợi nhất trong chương trình ngày hôm nay sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Đó là gì? Đó là một khung cảnh mà các quý vị đã rất quen thuộc vào mỗi dịp 30 Tết hàng năm trên truyền hình. Một khung cảnh với những con người rất quen thuộc, mang tới những câu chuyện về xã hội, mang tới những câu chuyện về cuộc sống, về tâm tư, tình cảm của người dân, để mang tới những góc nhìn khác nhau từ phía mỗi quý vị khán giả, và tìm chung lại đó là chúng ta phê phán những điều chưa được và cùng góp ý để cùng xây dựng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, trong tương lai. Và ngay bây giờ, xin mời các quý vị hãy cùng đến và gặp gỡ và đón xem một buổi chầu của Thiên Đình. Không phải dịp 30 Tết mà là một dịp khi Ngọc Hoàng cùng với các táo vi hành tại châu Âu. Một tràng pháo tay để đến với buổi chầu đối ngoại tại châu Âu. Một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu. Hay là mình đã ấy rồi cũng nên. Lần ra cũng chẳng kề bên, trong tim sao cứ nhắc tên một người. Tiếng ai như gió như mây, nghe như băng hoàng mà đầy ưu tư. Ô kìa, bắt đầu đấy ư? Tại sao trong mặt lại như thằng đần? Ôi, bình tĩnh, mặt giãn ra thế nào? Đang lãng mạn thi ca thì tự dưng lại sổ cái câu nghe không ngửi được. Nhìn thấy gì đấy? Mấy nghìn năm nay từ dưng hôm nay lại gì thế? Nhắm mắt lại đây sắm rồi. Đứa nào tê nhí chuột chí cắn cả nhà. Lượn đi lượn lại như con dở hơi.
Nói thế thôi à, chứ trông hôm nay đầu cũng rạng rỡ như một bông hoa. Dạ vâng, đúng đấy à. Mà ta thường hay nói là đầu như hoa gì. Dạ, dạ. Mà bạn thường hay nói mặt bắt đầu trông như hoa loa kèn. Dạ vâng, đẹp. Rất giống hoa loa kèn, nhưng mà chỉ là lúc anh em vừa thức dậy thôi. Chứ còn sau một hồi tô son trát phấn trang điểm, dạ trong mặt anh ấy rạng rỡ như là dạ hoa dâm bụt. Hôm nay là cái ngày gì biết không biết. Hôm nay là cái ngày gì mà dạ cả đến anh Hoàng mà cũng đã xoáy thần là sao ạ? Thôi ta đùa một chút cho vui, thế nào buổi chầu ra sao đây? À dạ, bẩm Ngọc Hoàng, các táo sau một hồi đi vi hành bây giờ đã chờ tất cả ở cửa hàng anh Thành Cót rồi ạ. Sẵn sàng sẽ xong lễ chầu ngay nếu Ngọc Hoàng cho phép ạ. Thế thì tốt quá, mọi năm lên chầu là cứ nói là tắc đường rồi xe hỏng, năm nay tập trung hết ở Thành Cót là tốt rồi. Mà được cái cho anh Thành Cót tiếp đãi trọng thể. Là vừa ăn uống lại vừa hát sinh cơ béo. Chầu theo hình thức nào nhỉ? Dạ bẩm Ngọc Hoàng là thể theo nguyện vọng của thiên đình là cần tìm ra một người nào tài giỏi. Dạ cho nên lần này chúng ta quyết định không chầu bình thường nữa, mà tuyển hẳn một chương trình để chọn ra một idol cho thiên đình. Idol? Dạ đúng rồi. Idol là thằng nào? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, không phải là thằng nào đâu ạ, mà theo tiếng Anh idol có nghĩa là thần tượng ạ. Dạ này, mình làm quan của thiên đình là thần tiên, bay lượn không sướng hay sao mà lại làm thần tượng ấy, để đứng yên một chỗ à? Dạ tượng này không phải đâu như thế. Bẩm Ngọc Hoàng, thần tượng là một từ bây giờ mọi người rất chuộng, đó là chỉ những cái người mà đang được lòng công chúng ạ. Thế nếu mà tất cả các táo đi làm thần tượng rồi thì táo nào vào chầu đây? Bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà cứ suy luận theo kiểu của Ngọc Hoàng thì chẳng nhẽ thằng thần đèn chẳng nhẽ lại phụ trách về công ty chiếu sáng môi trường đô thị ạ? À? Dạ, thế thì thằng Aladdin nó lại chuyên giải đinh đường nhựa. Còn thần kinh thì thế nào? Thế thì thằng đấy tàu lắm. Thôi, gọi các táo đến chầu đi. Dạ vâng, Ngọc Hoàng yên tâm. Dạ, đúng theo kiểu idol, cho nên bao giờ cũng có ban giám khảo. Mà ban giám khảo thì đúng như ở thiên đình chúng ta luôn luôn dạ, ở dưới người ta cũng phải lựa chọn là ba ban giám khảo phải có một nữ cho nó có nếp có tẻ. Thế cái gì đấy? Này, thế thì họ cũng giống chúng ta đấy. Dạ vâng ạ. Vì chúng ta là chuyên là chọc ngoáy để cho các cáo lòi ra cái xấu. Dạ vâng ạ. Dạ Ngọc Hoàng cho chầu chưa? Cho chầu đi. Vào chầu. Trời ơi, sang bên này bao nhiêu lâu rồi, bỏ học tiếng ngoại ngữ đi, không chịu học, đọc cái kiểu gì đi, loài ta. Thôi, để tôi chào cho. Dạ, em xin chào tất cả các anh ạ. Này, chào kiểu gì đấy? Em xin chào tất cả các anh ạ. Chào cho tử tế, báo cáo tên tuổi hẳn hoi, trang ghi vào sổ. Rồi. Vợ chồng em là táo cộng đồng, xin chào các anh ạ. Láo quá cơ. Đã bảo rồi, chào cho tử tế. Ở đây có trên có dưới, cái người ngồi thì lại vị trí rất cao, người đứng lại vị trí lại rất thấp. Mà này, ở đây có cả nam cả nữ. Chào cho nó hẳn ho tử tế. À, rồi. Là ta gạch tên, ta đuổi đi. Rồi. À, vợ chồng em xin kính chào các anh và chào chị. Vẫn chưa được. Thôi, không thể chào cả cụm thế được. Chào cho nó phải cụ thể. Nếu không ta đuổi đi đấy. Này,
Hả? Thằng này là thằng nào? Thế nó lại đuổi vợ chồng mình. Ui dồi, cứ đem... Láo quá. Cứ đem đuổi như thế có nghĩa là... Tao rồi. Chào đi. Tao hả? Ừ. Lắm này hay phết nhỉ. À đây rồi. À, anh bắt đầu này. Chuyện của mình.
anh Nam Tào. Vui, ảo, phê. À, còn
biết rồi. Ở thiên đình ta gọi là tài mà. Họ này là một loại rất đặc biệt. Khi chơi vào nhé, nhìn một thành hai, mà nhìn bé lại thành to. Đây à? Sao đây? Đây. Đi đây, đi đây. Rộng hơi thang, rất thích cái gì mà cứ một cái thích hai cơ. Quan trọng nhất là cái gì mà cứ bẻ nhìn lại cái to ra. Ra xin tí tí hả? Chắc không có cho con chồng. Con ơi! Con ơi! Vào 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 vào. Mang hàng vào đây con. Chào 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 các chú. Chào các ba. Chào thế à? Đấy. Mình nhìn lại chứ không? Mời, 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 mời. Mời lại ca đi em đi. Dạ, dạ cá thương ký. Dạ, dạ, còn một sao. Cứ kể ta. Kể ta. Ta thấy bình thường. Chết chết chết. Này. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ta thấy cái gì nó to ra chứ ạ? Ta chả thấy gì. Mày ra đây. Mày đưa cỏ đẻo cho anh Hoàng. Làm sao có thể đẻo được? Bởi vì loại đẻo con bán hết rồi. Loại ngon con để con hút mà. Toàn hút đấy. Hút hả? Sao anh Hoàng không thấy gì cả? Hóa nói nhạc, nói nhạc. Dạ. Anh Hoàng à? Anh thấy phê chưa? Dạ phê chưa ạ? Phê chưa ạ? Mắt nỉ. Vui nhỉ? New DC. Everybody say music, come on. Nhạc này không bay được. Đổi nhạc. Come on, you again. New DC. Ngọc Hoàng dạ. Ngọc Hoàng, không có gì mắt nữa đi ạ. Ta nói vui vậy thôi. Ừ. Chứ phê làm sao được. Nếu ta phê thì còn nói được ai nữa hả? Ông Ngọc Hoàng cộng đồng. Nghe ta nói đây. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà làm liều. Phải tuân thủ pháp luật của nơi sở tại nghe chưa? Dạ. Nếu không thì có ngày thiệt thân đấy. Thôi, nghe ta hỏi đây. Dạ. Tết nhất chuẩn bị ra sao rồi? Dạ. Dạ, khởi bày đủ hết cả rồi. À, có cả bánh trưng này, có cả mứt tết này. Tóm lại là anh em trận đầu xuân này chuẩn bị đầy đủ rồi. Cúng ông công ông táo không? Có chứ. Vẫn còn cá chép chứ. Dạ, nhà cháu vẫn cúng thừa chú. Bít stupid soi à? Cháu nhớ chính xác mà. Mẹ cháu bảo nếu gặp một nam thanh niên trẻ tuổi thì phải gọi bằng cô. À, cháu hiểu rồi. Dạ, thưa cô, lại chú. Thằng bé này thông minh quá. Nhà cháu vẫn cúng ông công, ông táo nhưng không phải bằng cá chép. Bố mẹ cháu làm ăn được nên toàn cúng bằng cá mập và cá nhà. Dạ, đôi khi cúng cả cá voi. Dạ túng à? Ngay lắm. Dạ túng hay lắm à? Đấy ạ, nhà em là cứ túng là đấy. À, bố mẹ thì túng bằng cái
Phật về đây ăn con Super Hăng. Dạ, hôm nay con mời chư Phật về đây ăn đĩa Glad Rice. Dạ, con mời chư Phật về đây uống rượu Ear Master. Nghe ai đấy? Này, cái đọc truyền miệng đấy. Đấy, các cô có hiểu không? Đấy, có hiểu không? Hiểu hết. Hiểu hết. Hiểu sao mà hiểu được? Ôi trời ơi, ngày nào mà lần nào về đây cũng chả mời các cụ về ăn như thế. Ừ, về toàn các món cũ cả. Trời ơi. Thế nhưng mà các cụ về ăn. Về ăn chứ. Mời tổ tiên về ăn hết. Còn có thấy các cụ nào về ăn đâu. Có thể thấy nhà mình vừa cấn chức mồm là lao vào ăn mà. Con ơi! Thầy quân! Đấy là chỉ bố mẹ cúng tổ tiên, con hiểu chưa? Tổ tiên? Tổ tiên! Tổ tiên là gì? Mày không hiểu hả? Mày đại! Mày ngu lắm con ạ! Tổ tiên có nghĩa là tổ là ông tổ lấy cô tiên, hiểu không? Ông tổ lấy cô tiên đẻ ra cụ mày, cụ mày đẻ ra ông bà mày rồi đẻ ra bố mẹ đẻ ra mày, có thế không? Con không hiểu tổ tiên là gì, con không hiểu, con chỉ biết tổ sư thôi. Tổ sư mày. Cảm ơn mẹ, con biết thêm một từ mới. Tổ sư mày. Mày dạy dỗ con cái thế à? Dạ, em xin lỗi anh Hoàng, xin lỗi chị, xin lỗi anh. Bởi vì nhà em là trồng cỏ, cho nên là toàn phải đi ăn cắp điện thôi. Toàn xui thằng này chui xuống ra câu điện trộm. Chính vì thế là nó bị điện giật nhiều quá, nó bị đơ. Này, thế còn việc học hành của các cháu thì ra sao? Học hành của các cháu? Học hành á? Ôi trời ơi, báo cáo anh Hoàng cùng tất cả các anh, học hành của cháu rất tốt ạ. Cháu nhá, được học ở trường Tây này, các thầy cô Tây dạy này, và học cùng với các bạn Tây này, và có nhiều cháu được huy chương vàng được bộ môn tiếng Việt đấy ạ. Trời ơi, người Việt mà huy chương vàng bộ môn tiếng Việt thế mà cũng khoe. Rồi mà chưa hết đâu nhá, ở bên này còn dạy con cái là gì, là phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đúng, phải học tiếng Việt. Nhưng khổ một nỗi là các cháu lại ở trường nhiều hơn ở nhà. Thế cho nên là về đến nhà là bố mẹ cứ mắng con bằng tiếng ta, còn con thì cứ cãi lại bằng tiếng Tây. Nhưng mà tôi tìm chung là hai bên vẫn hiểu nhau nhỉ? Vẫn hiểu nhau. Vẫn hiểu nhau. Bố mẹ đi làm từ sáng đến chiều, buổi tối về lại lăn tình ra ngủ với nhau. Không ai nói chuyện với con, làm sao con biết được tiếng Việt? Việt. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Cái mẹ mồm mình. Tin mẹ mày mồm đi. Tin mẹ mày mồm đi. Tiếng nước mình. Thôi không hay, nó hạn cả được. Nó hạn cả được. Này này. Thế còn tình hình an ninh thì sao? Tình hình an ninh ở bên này cứ gọi là tuyệt vời à. Hơn hẳn ở quê nhà mình. Đấy, ở nhà mình á, có một ngày á, đến 30 người chết vì tai nạn giao thông. Đúng rồi, dở người. Đấy, làm ăn thì chồng thì đầu bếp, không vợ thì cắm đầu vào trồng cỏ, chồng biết cả trồng. Không xem V4 à? Hả? Mẹ nào chả xem. Xem mà đầu óc mày xem mày không hiểu gì à? Sao lại 30 vụ là thế nào? Thế mấy vụ? Ngoài những vụ tai nạn giao thông ra nhé, còn những vụ giết nhau vì tình này, điện giật trên đường hè phố này, phải đến 50 vụ biết chưa? Đấy, thì chính vì thế cho nên này, em mới bảo là ở bên này là an ninh hơn rất nhiều. Ra đường thì đường phố sạch sẽ, con người thì văn minh,
vừa văn minh vừa lịch sự, chỉ thỉnh thoảng có cuộc đầu trọc đánh người, đồng hương ăn nhau thế thôi. Đầu trọc đánh người. Này thì nó có đánh chết người mình không? Quý sư ui, con đầu trọc của anh kỹ thuật lắm. Này không chết đâu, chỉ đau thôi. Này cái con đồng hương bắn nhau thì sao? Là... Thôi rồi. Không, thôi không, đồng hương bắn nhau chết tôi. Đồng hương mình được cái là ở hoa ta nhiều lắm. Bắn bắt hoa bắt chúng mà. Bắn con đầu chết cái đấy à. Thế thế nhưng mà bây giờ còn bắn không? Bây giờ thôi rồi. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, anh đầu anh Tảo ơi, chị đấy, ôi, anh Hoàng ơi, anh đầu anh Tảo ơi, cứu em rồi. Ôi trời ơi, em tưởng em đi đường về quê mẹ. Ôi trời, cáo giao thông à, làm sao mà tìm đường về quê mẹ em? Chưa gì nó kêu ầm kêu ý rồi. Anh Hoàng, ở đây ấy mưa tuyết thế ăn thua gì, bà con sống hàng chục năm ở đây vẫn chịu như thế có làm sao mà chưa gì đã kêu. Bà con ở đây giỏi, em mới sang đây có mấy ngày theo chương trình đi du hành thôi, thế mà em đã thấy, em tưởng em chết mất sắp nơi đất khách quê người rồi. Thôi cứ bình tĩnh trình bày ta nghe xem nào. Anh thôi, anh cho em về Việt Nam, em không sống được ở đây đâu. Hả? Đi thì đòi đi bằng được, bây giờ lại đòi về là làm sao? Thôi anh mua ngay vé cho em về, em nhớ bố mẹ em lắm rồi. Này chị, chạy qua cái nhà ông kìa. Cán bộ Thiên Đình thì đi công tác mà ông lại thích thì ông đòi đi mà không thích thì ông đòi về là thế nào? Thôi em về. Ôi này đâu, cứ để cho táo giao thông bình tĩnh. Sao? Có cái việc gì cứ nói đi xem nào. Em cảm thấy em không hợp với khí hậu bên này. Gì mà khắp nơi lạnh quá, một màu trắng xóa. Táo giao thông, ta cử ngươi sang đây là để xem nước bạn có cái gì hay học hỏi để mang về mà áp dụng. Chứ không phải đi trượt tuyết đâu mà cứ nói một màu trắng xóa là thế nào. Thôi, tổng anh Hoàng, em xem giao thông ở đây rồi, chả áp dụng được gì ở nước mình đâu. Sao vậy? Đường dọc thênh thang, người xe hun hút, chả là ấm áp chật trội thì đầy tình quê như ở. Anh giao thông anh chê đường xá bên này rộng rãi quá cho nên không hợp với anh ấy. Chứ còn gì nữa, đường quái gì mà cái đường ai nấy đi, chả đâm vào nhau gì cả. Đấy là chưa kể lên xe ô tô đi rồi lỡ quên cái gì cứ đi 4-5 tiếng để mới quay được về. Ở nước mình sướng ơi là sướng, ngã ba ngã tư con lươn con đê con trạch vỉa hè em leo lên tuốt. Đang đi em muốn dừng lại quanh em rẽ đầu đỗ đấy thoải mái, chứ ở đây đỡ phải. Không, cái năm nào mà thi hoa táo ông lên ông bảo là ông không chịu nổi cách tham gia giao thông của người Việt mình, đi lại lộn xộn không quy củ đấy, thế mà ông đòi từ chức cho đến hôm nay quy củ quá, ông lại bảo ông không sống được là thế nào hả? Từ lại ông Táo ông chả hiểu gì cả, đường phân làn phân tuyến, người đi mà không vi phạm gì thì Táo giao thông tôi kiếm tiền mà mắc. Ở nhà chuyển sang cái súng bắn tốc độ ấy mà làm ăn diện mai phục như trời, không phải dạy khôn thật, diện mai phục đi 10 cái số chả biết đất ở đâu mà bắn như thế. Mà có lỡ có súng cái người ô tô phóng buồn bút như thế, phóng ào ào như thế, mình chưa kịp rút súng là ô tô thì bố nó mất. Đấy là chưa kể có bắn được ông nào vi phạm thì có thu được tiền mặt trực tiếp đâu, vì nó mang tiền thì nó đóng thẳng vào tài khoản. Anh Hoàng, cho em về, em không ở đây.
bình tĩnh là trình bày đi. Này, thôi, đang xúc động đấy. Cho mấy cái kẹo sô-cô-la ăn cho nó hảo. Thôi, không phải cho sô-cô-la, không phải khoe, đây nhìn thế này. Đầy để ít thì người ta nhét vào nóng quá, đem ngọt để ít. Sô-cô-la ở đâu có nhiều thế, ăn trộm ở đâu đấy? Để tôi kể cho mọi nghe. Sáng nay, đứng ngay ở cửa chợ Đồng Xuân, nhìn thấy người xe qua lại, mình nổi máu nghề, chạy ra đường tác nghiệp. Ôi trời, vừa cũng chờ vậy, cũng thổi còi, nhưng mà chả đứa đã kiểu nó đỗ lại. Đó là cái tưởng mình chuyển đoàn tuồng Việt Nam trong cái phim. Cuối cùng cũng có ông đỗ lại, mình làm được tác quen thuộc của mình. Thế là tiền. Chả hiểu gì cả, giải thích bằng tiếng Việt mấy đâu không hiểu nó đi. Thế xong rồi là, nó mình cũng chìa túi ra. Cái động tác này ở Việt Nam mình làm hàng ngàn lần đều thành công luôn. Và đến đây thì vỡ trận, tất nhiên để chúng tôi làm ít. Chưa hết, họ thấy mình vẫy nhiệt tình quá, cuối cùng ô tô có đỗ lại. Mời mình lên xe. À, mình nghĩ là chắc là quên tiền, mời mình về nhà để lấy tiền. Lên xe theo về, đi mãi. Nói xin lỗi anh Hoàng, anh Tào, anh Đầu. Mất đáng quá. Mở nước mình, muốn đái đâu thì đáng. Ở đây xin nó dừng lại cho em đi giải. Vâng hiểu không? Mình nó bảo no, yes. Thế là mình chả hiểu gì, cứ nhét đại vào. Tiếng vỡ bạc quang. Ôi trời ơi, chả biết làm thế nào. Sao một cái nước gì mà lạ thiết chứ thì chả quan tâm đến nguyện vọng người dân gì cả. Mình nói nữa, nếu nó có đố lại, mình ấy ra đường, khéo hơn được nước giải là thành thức kẻ. Em có điện thoại, em xin lỗi, em có điện thoại. Ôi trời ơi, thằng cha táo quy hoạch. Alo, táo quy hoạch à? Bên này, không đừng sang, mặt bên này không ai lo gì đâu. Ôi trời ơi, này nhá, không đào được. Này nhá, không có hố tử thần. Này nhá, không có nhà siêu mập, mày sao làm đấy nhỉ? Cái gì? Cái quà, cái tiền sư gì cơ? Đến cảnh sát giao thông ở nước sở tại còn đói thối mồm. Người ta tham gia thôi, người ta có vi phạm đâu mà có tiền. Mai về làm xin mời về. Thôi, đừng huyên thuyên nữa. Cái chăn này ăn cắp ở đâu ra? Ăn cắp ở đâu? Tôi kể nốt cho mà nghe. Ô tô phóng đến một cái nhà đẹp lắm, nguy nga. Thấy mấy ông tay ra đón vàng, mình đi kinh vào mới trả tiền đâu mà nó mời uống cốc với chè nóng. Phát được cái chăn, cái khăn này, xong rồi lại đưa vào một cái phòng có mấy ông bà già tóc bạc phơ ngồi xem tivi. Tiếp khoáng gì nữa? Đang mua gái cái này vừa uống trà nóng, tiếp khoáng gì nữa? Ông đến đấy mà thích, ông biết cái nhà ấy là nhà gì không? Nhà gì? Là trạm đón tiếp người già cô đơn. Em đã già đâu? Em có cô đơn đâu? Em có bố mẹ đàng hoàng mà. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm, I love you. Anh Hoàng, chia tay anh Đồng, chia tay anh Tạo, chia tay anh, chia tay bà Linh, chia tay anh, chia tay bé Linh. Dạ đấy, dạ bảo Ngọc Hoàng vừa mới sang đây có mấy hôm mà đã gặp ngay một bà, tức là bà Linh đấy. Này, sao không tìm cái nào trẻ trẻ như là cái con bé Hiền, con bà Hằng ấy? Lại hồn bà nào người ta hát thế là chia tay Berlin, tức là cho nó gần chính tức là Berlin. Chia tay Berlin, ôi anh cho em về, chia tay anh, chia tay Hoàng Hôn, em về trong cô đơn, em xin phép anh về vào cảnh người ơi. Sang đây có một nhóm, ông về ông lại sợ anh em xin cân
lưng ở trên máy bay ý. Làm sao mà phải về? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, dạ táo giao thông trốn về trước, chắc là tiền của mẹ đấy ạ. Dạ, để thần kiểm tra. Tôi biết ngay mà, ông lại vòng ra chợ có người nhà cho mấy chai rượu ít sô-cô-la chứ gì. Ai người ta mang rượu về, cân nặng bỏ mẹ. Đấy, thế mà cứ lình lình đòi về. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chắc chắn là có người đợi ngoài kia. Theo như kênh thông tin của thần tìm hiểu thì quanh Hải Kèo chắc là chở đi xách xốp. Mà tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, sang bên này lúc nào cũng thích đi mua đồ ngoài xách xốp. Hàng của mình nó nhỏ, đồ bên này nó to, lỏng quẹt không dùng ra. Nè, hay ho gì mà táo văn hóa cũng bóc nẻ cho chị nhỉ. Ở xách xốp đây đi mua quà cho bạn bè, chứ còn đây cần đấy thì tiểu đường thôi. Tiểu đường mà cứ hở lần nào cái là rủ đi ngay rồi. Rủ đi để nhòm chứ ai làm gì được đâu. Giờ phải có thời gian đi để nhòm, ông gớm mặt thật đấy. Hai. Dạ. Táo văn hóa. Dạ có thần. Vừa xuống sân bay mất hút, bây giờ mới thấy mặt là làm sao? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, lâu lâu mới quay trở lại, cho nên là đông anh em ở bên này quý lắm. Dạ rủ đi hết cho nội. Gì em? Ông đi ra cái kìa. Đái đường rồi còn ra đây. Ôi giời ơi, mịn, mưa, xoắn tí, vàng lương. Này, sao mô đúng không? Chính xác. Ông gọi tôi mà nói, để cái sang đời mấy hôm đang nhiều ẩn ức nhưng mà không tìm thấy cửa nào. Tôi gọi cho ông có được đâu. Quên mất trước khi đi không ra mấy máy. Trời ơi, sang đây tôi bảo anh em đưa cho một cái cạp, bắt cho một cái cầu, gọi về Việt Nam vô tư, tôi đi tự ý. Có mấy anh em cũng đưa cho cái cạp nhưng toàn cạp một oi. Ai đây? Cái cạp nào nó có sóng mà không gọi được. Hay lắm. Trời ơi, một tay không hết. Hai tay nhá. Ui dồi ôi, bưng về bốc mắt nhá. Bốc mình nhau lên như này đây. Tối nay mà đi được á, tôi phải chén hai cái. Sao tôi đủ sức? Đầy ra đấy, bày cả đâu? Ông nào mà chắc... Hai cái lá của nợ kia. Hả? Dí dụ với nhau cái gì đấy? Tôi biết nhau đi làm cái trò đổi bại nhá. Hả? Này, ông ăn nói mà giữ mồm, giữ miệng nhá. Ông bảo ai đổi bại là đấy là mặt ông. Mặt tôi thế này mà đổi bại, đổi bại là cái gì? Thế không, chẳng được cái gì mà ướp lên vừa mịn. Mượt, xoắn tít, rồi tàn áo, sau này cần nhiều nước hết tẩm. Gặp bẩm Ngọc Hoàng đấy. Táo văn hóa ở nhà thì dài mồm ra, kêu là chặt chẽ trong việc quản lý văn hóa. Nhưng mà vừa mới sang đây được mấy hôm thì đã rủ nhau đi làm cái trò đổi bại rồi đấy. Sao? Dạ. Có chuyện đấy à? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, có gì đâu mà anh bắt đầu anh cứ nói quá lên như thế. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, lâu lâu mới sang bên này. Dạ ở nhà thưởng thức của ta mãi rồi, sang đây thì cũng phải thưởng thức cái đặc sản của Tây. Dạ Ngọc Hoàng cứ tự hỏi xem anh nào ở nhà sang đây hôm trước hôm sau mà chả ăn cái món đấy. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mà thần nghĩ là ăn uống thì cứ tự do thoải mái, ai thích ăn thế nào thì ăn, có vấn đề gì đâu mà phải mắng nhau. Dạ anh em ở bên này quý lắm, họ thấy Ngọc Hoàng không đi được còn bảo là gửi một cái mang về cho Ngọc Hoàng ăn thử. Ngô. Thế còn ngô thì cái gì đấy? Thế ông tưởng là cái gì? Ui giời ơi. Ui giời ơi. Nhưng mà không biết tưởng tượng từ đấy đến giờ. Thế bây giờ ông có ăn không thì bảo đây. Thế thì thèm à? Ok. Có biết không hiểu là tôi tả ngô, còn ông tưởng tượng ra cái gì? Quà báo cáo nó lại cứ tả.
công an thì ném đi hết. Sao ông bảo tôi đổi bại? Đổi bại tưởng là cái dòng kia. Hóa ra là ông cũng có cái tư duy giống như cái ông Nam Tào. Đấy, ông như... Đâu? Cầm lấy này, 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 này. Được tí sông nô, cút từ lấy. Sao? Dạ, tình hình khảo sát thế nào, báo cáo đi. Dạ, báo cáo Ngọc Hoàng, thần đã đi một vòng. Thì bên này bây giờ có nhiều thứ thay đổi lắm ạ. Trước đây bà con đi xem văn hóa văn nghệ là toàn phải ngồi xổm thôi, chứ không được ngồi ghế nỉ như thế này đâu. Văn hóa thể thao thì phát triển rất là mạnh. Những phong trào như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đặc biệt là tennis phát triển rất là mạnh. Bây giờ lại còn chơi thêm cả món mặt chân tun nữa đấy ạ. Vâng, thế còn văn hóa văn nghệ thì dạ bẩm Ngọc Hoàng là rất là vui. Chương trình thì rất là sinh động, nhiều màu sắc và diễn ra liên tục. Lại còn có cả cuộc thi người đẹp Việt Nam ở nước ngoài đấy ạ. Dạ vâng ạ, ở dưới này có rất nhiều em như là em Kiều Khanh này, Thu Mây này. Rồi rất nhiều em lọt vào những top 1, 2, 3, 4, được top cả 15 nữa đấy ạ. Dạ, và nói chung là dạ bẩm Ngọc Hoàng, ở bên này mọi thứ là phát triển rất là mạnh, rất là vui. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh Nam Tào lại hơi quá lời. Dạ thần sang bên này, ai cũng muốn rủ thần đi chơi. Dạ đặc biệt là các anh em lâu lâu không sang là quý lắm. Dạ sang đây một cái thì mọi người rủ đi giao lưu, thì bảo là lâu lắm không gặp táo văn hóa, nhớ quê hát bài cho vui. Thế là thần hát luôn. Qua nửa đời phiêu dạt, còn lại về úp mặt vào sông quê. Chợ tre con đi qua chợ về nguồn, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vị heo may trên má em vòng. Bẩm Ngọc Hoàng hát vui đến tôi trong tiệc rượu thì dạ giọng cũng khê lắm, nhưng mà anh em miền Bắc quý quá là nhân ngay vào hội đồng hương miền Bắc. Dạ vâng, thế là ngồi uống rượu một lúc và mấy anh em bảo thì cũng là từ lóng rồi không hát được bài nào ở trong miền Trung. Dạ thần hát luôn ạ. Chưa gặp nhau đây giữa đàng giữa xa, chào người bên ý thì mật lòng người bên nở, chào người quân tử thì lội đạo cùng thuyền quyến. Chưa để tiện cả đôi bên thì thầm chào luôn cả hai, và tiện mồm cùng chào luôn cả mọi người ở dưới. Hội đồng hương lại rủ thần vào hội đồng hương miền Trung. Ôi đúng là Nam Tào đoán rất chuẩn. Dạ hội đồng hương miền Nam bảo không lẽ lại để mấy anh em miền Nam cô đơn. Thần hát luôn. Chiều cường về thành phố, ngược lũ sắp dâng ngập đường, bà con đắp đê trong nhà, có hết chân lên giường mà sao nước vẫn cứ đuổi theo, còn kéo nhau lên lầu mà sao nước vẫn cứ không chịu ra. Chả thế là đồng hương ở miền Nam anh em lại rủ thần vào, nói vậy cho vui thôi. Dạ thời bẩm Ngọc Hoàng, hội đồng hương ở bên này phát triển rất là mạnh, rất là vui. Tốt, xa quê hương đất nước biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Dạ, như thế tốt quá rồi còn gì. Dạ tốt thì tốt thật, nhưng mà cũng có nhiều điều bóc ách. Dạ anh em thì ít, nhưng mà hội đồng hương nào cũng muốn có nhiều người tham gia. Thế cho nên là dạ thỉnh thoảng cũng có chuyện nọ chuyện kia xin mít lời qua tiếng lại, nhưng mà thằng xa cái là thằng cũng quán triệt và nói chuyện với anh em là ôi thì mình là những người xa quê, rồi gà cùng một mẹ thì đừng hoài đá nhau. Thế cho nên là bây giờ làm được rất nhiều điều tốt, rất nhiều điều đáng quý đấy ạ. Mà Ngọc Hoàng đưa anh em sang lần này đúng vào đợt lễ, những cái ngày lễ lớn, đèn hoa thì sáng rực, giá cả thì giảm cái mức tối đa. Dạ cởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ
vừa cầm cái ngô đi ra đã làm cái gì mà thổi phù phù đi. Làm gì? À, những gì đấy? Ra đây tôi bảo. Sao? Trốn vào hoàng như làm neo hả? Trốn. À, ý tôi bảo, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, ở bên này có một cái nghề mà rất nhiều người Việt chúng ta làm đấy ạ. Đó chính là làm leo ạ. Leo trèo để hái hoa quả thuê. Không phải là leo trèo mà làm leo ở đây tức là làm móng móng chân móng tay ạ. Nghề này phát triển lắm. Này ông cũng bảo tôi dắt ông đi giảm giá 30%. Thế mà cũng đòi này đây 70 cũng làm nhá. Này gặp ngay anh Cường nhá, giảm giá luôn, làm 5 tặng 3. Xin lỗi đi nhá, đây vừa ra ngoài một tí chị Hà chị kéo đi nhá. Đi lấy hàng bên này chị Hà trùng sò về neo đấy, làm cứng lại cả bàn nhá. Đâu lấy đồng nào, tôi chỉ ước với nhá, mỗi bàn tay của tôi mọc thêm 5 ngón nữa thôi. Úi dồi ôi, thế thì gọi là nải chuối, thì gọi như là tay. Tôi sắp xanh đỏ là thích rồi. Sao ông cũng đi quá đến 3 hàng người ta làm cả răng đấy. Nhưng mà, răng thì gọi là neo à. Thì cắm neo vào răng thì sao gọi là neo răng. Dạ, thưa ông Hoàng, sắp đến giờ đi chợ rồi, cho bọn em đi chợ luôn cho nó. Đi chợ luôn Ngọc ạ. Thôi cứ từ từ, rồi ta cũng có thể đi khảo sát cùng với các ngươi. Bây giờ báo cáo nó đi. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, dạ, có vợ chồng anh cộng đồng này nói, thần mới nhớ ra, Ngọc Hoàng cũng nên ra ngoài chợ một chút. Ngoài chợ bây giờ cũng vui lắm ạ. Dạ, rất nhiều mặt hàng và bày biện rất là gọn gàng, ngăn nắp ạ. Ở bên nhà mình có cái gì là ở bên này có cái đấy, chẳng thiếu một cái gì. Ôi, đâu. Ôi, ông lại con mồm chém gió đấy. Thật mà. Có thịt chó không? Ui giời, tưởng cái gì? Thịt chó thì có cấm nhưng cần vẫn có. Được mà ở nhà là... Có mắm tôm không? Có mắm tôm. Dạ, tổng Ngọc Hoàng có cả thịt chó, cả mắm tôm thế thì... Xin phép Ngọc Hoàng kết thúc buổi chiều sớm để chúng ta đi làm tí ạ. Dạ đúng. Dạ, ở nhà có thịt chó 7 món, sang đây còn làm thành 8 món rưỡi. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, à, lúc nào đó thì Ngọc Hoàng sẽ cùng với anh em ra ngoài chợ. Nhưng mà, dạ thưa Ngọc Hoàng, nói vui vậy thôi. Thế nhưng mà cũng có nhiều điều đáng phải suy nghĩ lắm ạ. À, bởi vì bây giờ cuộc sống làm ăn nó cũng khó khăn, chứ nó không như một vài năm về trước. Cũng do ảnh hưởng và suy thoái kinh tế của thế giới, cho nên là bà con bên này làm ăn cũng là bị ảnh hưởng lắm, cũng có nhiều điều ái ngại lắm ạ. Sao? Ái ngại như thế nào? Dạ, thần sẽ kể cho Ngọc Hoàng nghe. Ôi Berlin, những ngày giá lạnh, liêu xiêu, tuyết rơi trắng đường, có gió u ban, đẹp người đứng ban. Mong ai qua đây mua đoá hoa tươi. Ôi Berlin, những ngày giá lạnh, chân đi liêu xiêu vì 3 giờ đã phải dậy. Sang đây bao năm giấy tờ không có, đứng khâu bán thuốc kiếm kế xin nhau. Thì bà hát quê mình là câu ca mẹ, tìm điều mua xong tình cánh cỏ là lỡ ai. Tìm ai đó dập dình ôi polyp dây. Liếc vào mặt cảnh sát mà nó không nói gì. Em chuyện sang văn xin và làm như thế này. Tha em. Ô thế rồi sao nữa? Em làm như sao tao liếc vào mặt cảnh sát mà nó vẫn không nói gì. Không những nó không tha, lại còn thu hết hàng. Trông chành, em điên. Thu đi. Có giỏi thì thu đi. Sao lại thu đi thế? Hàng của mình phải giữ, sao lại thu đi? Anh không
hiểu mất hàng còn được, nó bắt người có giấy tờ đâu. Này, cái bao nhiêu vốn liếng dồn hết cả vào đấy thì vứt hết đi à? Thì đành phải thế thôi, mất chuyến hàng này ta còn có điều kiện làm lại chuyến hàng khác. Chứ để bắt mất người thì một là vào trại tị nạn, hai là lại về quê. Cả tôi thì cứ để nó bắt hàng còn hơn, mà toàn sai nhỏ lắm, nó chả dùng được đâu. Này, khi ta nghe nói có nhiều người có cuộc sống và làm ăn ổn định lắm cơ mà. Dạ, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Thì công nhận là công việc ổn định, lương thì cũng ổn định. Thế nhưng mà 1/3 tiền lương thì đã rơi vào tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, rồi tiền vé phạt. 1/3 thì lại rơi vào tiền học cho con, tiền gửi về quê. Chỉ còn lại có một nhúng thế này để tiêu thôi. Nói chung là cũng vất vả và khổ lắm mà. Khó khăn vất vả như vậy thì về quê nhà mà sinh sống, ở đây làm gì? Nói thì nói vậy thôi, thế nhưng mà vất vả khó khăn nhưng ở bên này vẫn còn hơn. Chứ bây giờ về quê, dạ bẩm Ngọc Hoàng, ở quê nhà vẫn còn những cảnh, ôi quê tôi vẫn còn mái nhà liêu xiêu thơm mùi khói chiều. Trong giấc mơ của tôi cánh diều nó gió, đi bên em bắt chim sâu. Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh bao la lưng còng dáng mẹ, xa xa nương dâu nồng tầm ăn rồi. Gió đông quang gánh rách áo em tôi. Còn bác quê mình là câu ca mẹ, tìm điều mua xong tình cánh có là lời. Thình 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 trống vội ngoài đình, thình 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 ánh mắt em đưa. Ôi ôi ta hiểu thế này, với các cáo của thiên đình ta sẽ nói vào buổi chầu cuối năm. Còn hôm nay ta muốn nói với táo cộng đồng đôi lời. Dạ. Ta biết các táo cộng đồng là những người xa xứ, phải xa gia đình, xa người thân, xa quê hương đất nước, sống ở nơi đất khách quê người, bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa, gặp khó khăn vất vả là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng ta muốn các táo cộng đồng hãy sống và làm việc theo pháp luật của nước sở tại. Hãy yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống, trong công việc cũng như trong học tập. Và đặc biệt các táo phải nuôi con cháu mình sao cho thật tốt, để cho thế hệ trẻ hiểu và tự hào về dòng giống tổ tiên của mình. Hôm nay ta chia sẻ khó khăn vất vả cùng các táo, nhưng ngược lại ta thấy rất vui, thấy rất tự hào vì các táo cộng đồng đã làm được những điều rất tốt cho gia đình mình cũng như quê hương đất nước. Thời khắc sắp sang năm mới, ta xin chúc các táo cộng đồng mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Dạ, dạ tổng Ngọc Hoàng. Thì có lẽ là bây giờ mời Ngọc Hoàng cùng với lại tất cả các táo, dạ ta đi chơi chợ thế ạ. Ừ, ta đi
mua đồ. Dạ vâng. Everybody say yes.